Hi everyone, my name is John and today I'm going to help you to do this challenge. Chào các bạn nhé, mình là John và nay mình sẽ giúp các bạn làm cái challenge cái video đầu tiên. Dạy cách phát âm cái bài này ha. Rồi mình sẽ đọc một lần, sau đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái một ha. Let's get started. Hello everyone, my name is Jonathan. I come from Bagan province. I am 21 years old. I am a third-year student at Hanoi Law University. My major is commercial law. I love my major because it is interesting. In the future, I want to be a good lawyer to protect the human rights. Thank you for your listening. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu ha. Bắt đầu đọc ha. Ở đây thì mình sẽ lưu ý đầu tiên là cái câu này ha. Thì trong từ nào mà có cái dấu phẩy này á, thì mình sẽ đọc to, dài và nhấn mạnh vào cái từ đó nè. Ví dụ là từ hello thì mình sẽ đọc là hơ, đọc rất bé và từ low nó đứng đứng sau dấu phẩy mình đọc mạnh lên. Hello thay vì đó là hello nhá. Đó, hello. Tương tự ở đây thì nó sẽ có cái dấu lên lên xuống xuống như thế này, đó là nói về cái độ. Trong tiếng Anh thì khi nói thì nó có độ lên cao và độ xuống thấp ha. Ví dụ trong một câu bình thường ha, ở đầu câu thì sẽ lên lên vào các cái từ nhấn này ha. Ví dụ hello everyone. Đó. Và cái từ xuống dần one. My name is Jonathan. Hay một câu lại xuống dần. Vậy thì đầu câu giữa câu lên giữa câu xuống ha. Ok. Hello everyone. Everyone. My name. Mình đọc là E-I nhé. A. My name. Và chữ M mình ngân ra. My name is, okay, is. Thì cái âm y ngắn này mình không đọc là is, không phải y tiếng Việt, mình đọc là is. Nó sẽ sang âm e nhé, nó sẽ sang cái âm e trong trong tiếng cái âm e. Các bạn đọc là âm e và các bạn mà hạ cầm xuống là e, nó âm e nhé, không đọc là y nhé, e. My name is Jonathan. Okay, cái âm này đọc là âm chờ, âm khó nhất ha. Thì các bạn luyện thì sẽ luyện dần thôi, nếu không khó. Jonathan, ok, sần, nâng sờ, nâng xe, thủ ra, sần. Lè lưỡi ra thổi hơi, Jonathan, ok. I come from, chữ này đọc là A nhé, A này, như A, A, A ngắn. I come from the can, đây là âm A mà nó tròn miệng hơn. Đây là A, đây là A, như thế đó. The can province, ok. Province, không đọc là province, và cái từ vince này mình đọc là vince, có s ở cuối ha. Ok, vậy thì nào. Hello everyone, my name is Jonathan. I come from Bakan province. I am 20. Chỗ này anh Mỹ người ta sẽ sau chữ tờ mà đứng sau cái từ n thì người ta bỏ chữ tờ đi. Mình đọc 20. 20. One. Year. Chỗ này đọc là year, year, year. Mình không đọc là year nhé. Mình đọc là year. Trong từ dễ dãi. Years. Đọc là z đây. Years. Old. Old. I am a third. 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 Con lưỡi đây. Third. Years, third years. Chỗ này mình đúng không được ha? Third years. Chỗ này đọc là year, third year. I'm a third year student. Okay, student. Anh Mỹ thì đọc là student. Anh đọc là still nhé. Mình đọc anh Mỹ là student. At, âm e bẹt. At Hanoi. Mình đọc là Hanoi, không đọc là Hà Nội. Hanoi, theo người Anh nhé. Hanoi, nhớ âm, nhấn vào âm noi. Những cái từ này nhấn mình bôi đỏ. Law. Anh Mỹ thì đọc là law. Anh đọc là law nhé. University. Ok. Nhớ vào ver, con lưỡi. City. City. Con tờ này mình chuyển thành đờ ha. Khi mà tờ kẹp giữa hai cái âm ơ và y này, mình chuyển thành đờ. University. Ok. I am 21 years old. I am
a third year student at Hanoi Law University. My major, chữ chờ này hơi khó ha, đọc hơi chờ nhẹ nhẹ một tí ha, người em khó nhất đấy. Is, chỗ này là is, không nào là is nhá. Is, my major is k, đây này là âm ơ nhá. K, commercial, mở con lưỡi, commercial, sờ con lưỡi, commercial, commercial, law. I love, có chữ vợ, I love my major. B, đó là E, không đọc là B, because, mà đọc là because, because, mình đọc là it, as, thay vì là it, e nhé, it, as, interesting, as interesting, okay, interesting, nhỏ hơn như vậy âm n. My major is commercial law. I love my major because it is interesting. Okay. My major is commercial law. I love my major because it is interesting. N, đó là N, thay vì đó là in nhé. N, the, là the, future, ngân vẫn future. I want to be a good. Chữ này là âm u ngắn nhé, thì mình chuyển thành đọc thành âm ư. Good, I want to good, thay vì đọc là good nhé. Không phải good mà là good. Lawyer, lawyer, chỗ này cho chữ giờ và đọc cho nó mượt. Lawyer, giờ, cho nó chữ year này. Lawyer, to protect. Mình không nói protect, tech, tech, đọc là e nhé. Protect, đọc nhẹ. Protect, to protect the human rights. Có chữ e được rồi. The human rights. Okay. In the future, I want to be a good lawyer to protect the human rights. Thank you. I don't know. Thank you for your listening. Mình chỗ này đọc là listening. Mình không đọc là listening mà là le e listening nịnh nhá, listening. Thank you, nụ âm vào. Thank you for your listening. Thank you for your listening. Đó. Rồi mình sẽ đọc sau khi các bạn. Ok. Đấy, thì các bạn ban đầu các bạn sẽ coi cái video này. Đó, là bây giờ là mình sẽ đọc. Khi mà các bạn coi kỹ video các bạn luyện nhé, thì sẽ 3 lần nhé. Lần đầu tiên các bạn luyện cho mình từ đơn. Hello everyone, my name is Jonathan. I come from Bắc Cạn province. Để mình biết được cái từ từ bạn phát đúng chưa? Không được, từ đó không được đọc nhanh ha. Không được đọc. Hello everyone, my name is. Mình sẽ không check được đâu, bởi vì nói nhanh thì âm nó bị biến hết rồi. Là đọc từng từ chuẩn một, đọc to ra. Hello, chứ không được đọc. Hello everyone. No, không chết được ha. Lần đầu tiên đọc từng từ một. Lần thứ hai đọc cả câu. Hello everyone. My name is Jonathan. I come from Bắc Cạn province. Là đọc của câu nhé, chưa có cần ngữ điệu nhiều. Lần thứ ba bắt đầu có ngữ điệu lên xuống này. Lần này là khó đấy. Nào. Hello everyone. My name is Jonathan. I come from Bắc Cạn province. I'm 21 years old. I am a third-year student at Hanoi Law University. My major is commercial law. I love my major because it is interesting. In the future, I want to be a good lawyer to protect the human rights.
Thank you for your listening. Ok. Và đọc mỗi một cái câu mà có dấu chấm này thì mình đọc một hơi nhá. Thì quay nhớ này, ba đọc to và rõ ràng từng từ một, bắt đầu hơn một đọc nhanh ba lần. Lần đầu tiên từng từ một, lần thứ hai đọc cả câu nhưng không có chưa cần trọng âm, và lần thứ ba có chưa cần ngữ điệu, lần thứ ba có ngữ điệu nhá. Đó, tuyệt đối không được đọc nhanh. Đọc nhanh là nhiều bạn cứ đọc hello everyone my name là đọc sai, nó không có sửa, là cái thói quen xấu đó. Ok, sau đó các bạn quay sang nữa, các bạn có thể vào cái phần mềm Zoom, các bạn quay cái màn hình lại xong bạn thu âm lại đó để các bạn ấy này. Sau đó các bạn đăng lên YouTube, hoặc là các bạn đăng vào cái nhóm, các bạn đăng vào cái nhóm cái link group Go Sun Tây English Club đó. Các bạn vào cái nhóm này, các bạn đăng bài, các bạn tag tên mình vào Trịnh Đình Tiến ha. Đó. Nhấn đó và các bạn tag mình vào và mình sẽ chữa cho các bạn nhé. Một video nó rơi vào tầm, các bạn phải luyện kỹ nhá, sau đó mới quay nhá, chứ một lần quay là có khi kéo dài 20 phút đấy. Bình thường nó, bài này nó chỉ kéo dài khoảng 2 phút tầm đấy ha, thì mình sẽ chữa cho ha. Đó. Đây là cái challenge đầu tiên đó, thì các bạn luyện nhiều thì sẽ âm sẽ tốt dần ha. Ok, nhớ tốt nhất là đăng lên YouTube xong gán cái link vào, xong mình sẽ comment dán cái link vào nhóm Facebook Cơ Sơn Tây này, English Club này. Sau đó thì bởi vì nếu các bạn mà đăng vào cái YouTube ấy, kênh YouTube của các bạn thì nó sẽ luôn luôn lưu lại và dù các bạn có thể coi lại được, chứ vào Facebook các bạn đăng vào nhóm rồi nó mất hết ạ. Ok, see you.